đứa chị ăn theo rồi, chị ăn theo rồi, ăn theo rồi chứ không, tức là tay cũng đẩy đẩy tay tí để cho nó ấy, đẩy lên tí. Đúng rồi, chuẩn. Đúng rồi. Đứng như này, đứng như này đúng không? Đứng như này thôi, đá tay đẩy cho nó vào ngang được hiểu không? Làm hết. Đứng. Cái chơi nó chán không, bỏ tay hờ và cho tái đẩy vào hiểu không? Okay. Đúng không? Rồi xong rồi, Luật nhìn thấy. Chỉ đó. Yến chạy về phía Luật, Yến chạy về phía Luật. Nhưng mà đừng chạy hẳn vào lòng nó, chạy ra ngoài rồi, lùi ra tí. Xong rồi lùi chia hai bên, ok. Một thằng một. Đúng rồi. Cái này sổ tiệm đi cân vậy. Từ từ.